Vì đam mê Tây Du Ký mà Ngô Kiến Huy hô biến 72 phép thần thông, gom những nhân vật đình đám cỡ lớn trong showbiz Việt như Thu Trang, Tiến Lực, Sam, Bibi Trân, Duy Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Hải Triều, Bé Vương Hoàng Long. Thì ai làm lại chàng bắp nhà ta nữa đây? Trong 72 phép thần thông, Ngô Kiến Huy hóa thân thành Tôn Ngộ Không, còn Juno Big Boy sẽ vào vai Chu Bát Giới, là người đảm nhận phần viết lời rap cho MV. Nội dung MV tái hiện lại nhiều phân đoạn trong những tập phim đình đám Tây Du Ký, làm nhiều người được hồi tưởng lại những kỷ niệm tuổi thơ. Căn phòng được trang trí đầy những chú khỉ, chàng sinh viên đang ngồi đọc sách trên chiếc giường với ánh sáng le lói được chiếu rọi qua khung cửa sổ. Góc phải căn phòng được gắn dàn đèn được cách điệu với chữ mờ ngược, chắc dùng để nhắc đến người làm bản phối Marshall. Bắc thanh linh, chàng sinh viên có lẽ đã ngộ ra được điều gì đó, bèn văng quyển sách đi, rồi vô tình bị cuốn vào vòng xoay thời gian quay về thời Tây Du Ký. Gia đình Ngô Ma Vương đang ấm êm bên nhau trong không gian ma quái với hàng đầu lâu phía sau, màu đỏ mờ ảo tạo thêm không khí rung rợn, nhưng không thiếu đi phần tiếu lâm với sự nhí nhố của Hồng Hà Nhi. Tôn Ngộ Không đang bay mây ngao du thì thấy nhà lão Ngô vui quá, bèn đáp xuống chơi chung. Do gia đình lão Ngô đang rơi vào ngày ăn chay, nên chỉ bày biện trái cây đầy bàn để đãi Tôn Ngộ Không. Sau khi vui chơi chán trường thì Tôn Ngộ Không lại đi làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái. Không hổ danh là Chư Bát Giới trong truyền thuyết, mê gái không đối thủ. Thấy gái là ăn chơi quên lối về, nhưng bốn cô gái bông đùa với lão Chư lại là bốn yêu nhờ nhện đội lớp. Tôn Ngộ Không thấy thế bèn vung gậy đánh chạy tá lả. Từ bốn cô gái thành ba cô gái rồi lại biến thành hai con yêu nhờ nhện. Vậy cuối cùng hai con nhện kia còn sống hay không đây? Tuy con số yêu nhờ nhện thay đổi thất thường nhưng cũng không làm giảm đi giá trị của MV. Giống như câu nói bất hủ trong những bộ phim kiếm hiệp, không đánh không quen biết. Thì sau màn đánh nhau tá lạ với dàn nhện tinh, Tôn Ngộ Không phát hiện ra các yêu nhện nhện này là nhện thiện, rồi hòa nhập vào đám nhện nhảy múa cùng nhau. Chư Bát Giới chơi đã đời cũng đuối sức nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôn Ngộ Không liền có dịp hô biến thành chị Hằng, chọc ghẹo lão. Cả một ngày mệt mỏi đói quá nên lão gọi shipper giao thức ăn đến ăn. Do gọi món hơi nhiều, lão ăn đến điên đảo, cuối cùng mới xong. Nào quá, Chư Bát Giới gụ sư huynh đi ra sau núi tập thể dục cho xuống cơm. Nào ngờ cơm chưa xuống mà lão đã bị bong gân. May sao Tôn Ngộ Không có chai dầu gió xanh gia truyền, thò vào lão đỡ đau liền. Đúng lúc đó Hằng Nga xuất hiện, hai huynh đệ đấu nhau tranh giành. Cuối cùng chị Hằng nhận thỏ ngọc từ Tôn Ngộ Không, từ chối con heo đất từ Chư Bát Giới. Gia nhập cung trăng thì phải thuộc được điệu nhảy của chị Hằng, nên Tôn Ngộ Không ngày đêm luyện tập cùng đám tiểu đồng. Ánh trăng hôm nay tròn thế, sáng thế, đời ngương cùng nhau vui đùa. Rồi hiện thực tự nhiên ập đến, Chư Bát Giới nay không còn như trong truyền thuyết nữa mà đã trở thành rapper nổi tiếng. Chàng sinh viên tỉnh mộng cũng được làm một ca sĩ hot hàng đầu. Với lyric dễ thương, bản phối bắt tai, vũ điệu đáng yêu là điểm cộng cho toàn bộ MV. Ngoài ra phải kể đến hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt, tạo hình nhân vật phù hợp cho từng vai. Câu chuyện của bạn sau khi xem MV là gì? Hãy để lại bình luận ở dưới nhé!